Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh điện tử Audio Anh Nguyễn, có địa chỉ khu dân cư Bảo Đa, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Quay lại với clip ngày nay, anh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn là những người đang có nhu cầu tìm hiểu về các cục đẩy 4 kênh hàng chính hãng, chính ngạch. Thì trong clip này, anh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu đẩy như vậy. Trước mắt quý vị và các bạn, đó là những cục đẩy đến thương hiệu hết sức nổi tiếng, đó là thương hiệu Sâu Tốp và có model là BA1204. Thì đây là một trong những dòng đẩy được nhập khẩu nguyên khối, nguyên chiếc, chính hãng, chính ngạch do công ty Sâu Tốp sản xuất. Công ty Sâu Tốp là một công ty của Mỹ. Cục đẩy này được sản xuất trên công nghệ và dây chuyền của Mỹ, và công ty của họ bây giờ đang đặt tại đất nước Trung Quốc. Và cục đẩy này là do trực tiếp công ty AV Việt Nam kết hợp cùng với công ty điện tử Hành Nguyễn phân phối tại thị trường Việt Nam với mục đích và mong muốn rằng đem đến cho quý vị và các bạn những sản phẩm chính hãng, chính ngạch nhưng với mức giá rất kỳ hợp lý và phù hợp. Thì trước khi vào nội dung giới thiệu một cách tổng quát chi tiết nguồn gốc cũng như giá cả, thì em sẽ xin được giới thiệu một cách tổng quát về cụ đẩy này. Thì đây là cụ đẩy, nó có một cái thiết kế có thể nói rất đẹp, bắt mắt và tinh tế. Ở phía trước nó được thiết kế nó là mặt khay nhôm, hai bên là hai cửa sổ thoát khí và đến từ thương hiệu Sâu Tốp đó nhá. Và model nó là BA1204, tức là 4 kênh. Và công suất của cụ đẩy này mỗi kênh đạt được là 1000W, đánh ở nội trở 8 ohm. Nếu như các bác đánh ở nội trở 4 ohm thì nó còn khỏe hơn rất nhiều. Đấy. Với các dòng loa full bây giờ thường là hai chạy là 8 ohm. Tiếp theo về phía sau của cụ đẩy này thì nó hỗ trợ rất nhiều các đường vào, đường ra để cho các bác có thể ghép nối với những cụ đẩy khác cực kỳ là hợp lý và thuận tiện. Thì đây phía sau của nó, riêng về đường vào thì nó có 4 cổng vào và mỗi cổng vào hỗ trợ bằng rắc ca lông cái và đực. Đấy, 1, 2, 3, 4. Và đường ra nó hỗ trợ bằng rắc lưu trích và rắc kẹp. Do vậy các bác khi mà kết nối với loa nó rất dễ dàng để mình thực hiện. Tiếp theo của đẩy này thì với những dòng đẩy này các bác có thể vừa chơi được full vừa chơi được súp, thì đó là một cái công nghệ hết sức tuyệt vời và hợp lý cho tất cả anh em làm sự kiện hoặc là phòng hát hoặc gia đình. Riêng về cụ đẩy này thì nó sẽ chia là hai nhóm kênh nhé, hai nhóm kênh, tức là nhóm kênh 1 và nhóm kênh 2 là đều được lắp trên một miếng tỏa nhiệt. Nhóm kênh 3, nhóm kênh 4 đều được lắp trên một miếng tỏa nhiệt. Và khi hoạt động thì có thể nó hoạt động là độc lập, mỗi kênh hoạt động độc lập. Và nhóm kênh 1, kênh 2 thì nhà xuất người ta thiết kế cho bác hai công tắc. Công tắc thứ nhất là để các bác có thể là đánh dồn kênh, đánh chế độ pari ở stereo, tức là đánh độc lập, và para là dồn hai cái này với nhau. Kênh 2 cũng vậy. Đấy. Và mỗi một nhóm kênh nó đều có 3 chế độ điện áp khác nhau. Thứ nhất đó là 0.75, 1.0 và 1.44V. Như vậy nó là một cụ đẩy lý tưởng cho tất cả anh em làm phòng, vân vân. Thế về trọng lượng của đẩy này là nó có trọng lượng là 28 cân bóc trần, tức là 28 cân bóc trần. Và đây là cụ đẩy chính hãng nhá. Đây các bạn nhìn đây. Đây là chính hãng. Đây là tem để quét QR, một trong những sản phẩm nhập khẩu chính hãng. Bạn có thể nhìn vào đây. Nhập khẩu chính hãng. Đấy. Và cấp độ đặt 5 sao. Và đây chính là cái tem bảo hành điện tử. Khi các bác mua về, bác có thể cào ra và gửi về số này để kích hoạt bảo hành. Đấy, một hàng chính hãng nhá. Tiếp theo em quay về phần nội thất cũng như thất âm để các bác có thể là nắm được. Trước khi vấn đề sâu hơn thì em sẽ được báo giá các bác. Cục đẩy này nếu mà hãng đưa ra ấy thì nó xấp xỉ 1000 đô. Do vậy với cái giá 1000 đô thì em nghĩ là nó một cái giá rất là cao và rất là khó cho những người sử dụng, không phải ai cũng có tiền nhiều như vậy. Thì em đã xin phép công ty là xin phép để làm sao đưa ra mức giá tốt nhất cho các bác có thể dùng được những sản phẩm mới tinh
chính hãng thì giá của nó chỉ có 10.500.000, bao ship luôn nhá, và chế độ bảo hành 1 năm, bảo hành chính hãng đấy bác mình như ạ, 10.500.000 bao ship cho các bác. Bây giờ quay về vấn đề nội thất để có thể ngắm nhìn đây, em phải giữ máy với nút các bác có thể ngắm rất đẹp đúng không. Đầu tiên đó là khối biến áp, thì cái này nó sử dụng một cái biến áp sai 3 U đấy, và phía trên và phía ngoài được bọc lót một cách rất cẩn thận đó, khu này. Và cái này là dây đồng 100g thôi nhá. Đấy, thông tin do ghi rất rõ ràng ở cái vỏ biến áp này, có cả cái miếng nhựa tròn này và một cái miếng cao su. Về khối nguồn thì cái này sử dụng là 16 tọa độ nguồn và điện áp cho được là 80V lọc ở 10.000 mi. Do vậy là một trong những cục đẩy gọi nhà giàu, nó luôn nó đủ điện áp và đủ dòng cho cục đẩy làm việc lâu dài. Đấy, lâu dài không nhá, không bị tụt áp, mà nó sử dụng là 8 đốt chỉnh lưu để lắn lọc ổn định về dòng được bắt trên cái miếng tỏa nhiệt này. Và có thể nhìn những bối dây của nó rất chắc chắn lắm nhé. Này, bối dây thiết kế một cách rất là gọn ghẽ, khoa học và chính xác. Biến áp nó rất to, các bác chỉ cần nhìn vào khối nguồn thôi thì đã biết là cái chất của nó như nào. Tiếp theo về sò cái này, để trước khi với dây và sò thì em xin giới thiệu về cái mạch để thiết kế lên cái dòng này. Nó là chạy mạch công nghệ CLH bác nhé, công nghệ CLH. Do vậy âm thanh nó rất sạch, nó sáng và nó lực, nó không còn nhiều sò, nhưng mà hiệu suất đầu ra, tức là công suất ấy, vẫn còn đáp ứng được để các bác có thể chơi được những dòng loa full lớn. Đấy. Về dòng sò thì cái này bác nhìn với em cùng đếm này, nó chạy dòng sò Mỹ LJVK, sò của Mỹ LJVK, tức là sò công suất thì mỗi vế sẽ có như sau: 1 này, đây là kép đó nhá, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tức là 12 sò công suất cho một vế và 9 sò bù áp. Và thúc 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thế tổng cộng một vế tức là 21 sò, 21 sò, trong đó cả sò công suất này, sò bù áp này, rồi là sò thúc. Do vậy nó rất đủ lực, và thứ hai nữa nó chạy công nghệ CLH, do vậy các bác phải an tâm. Tổng số sò cho 4 kênh nó là 84 sò bác nhá, tổng là 84. Đấy, trong đó là em đã phân tích rồi. Các bác mạch này nhìn đây, nó là mền màu xanh rất là đẹp, rất là chi tiết, dùng nhiều linh kiện để trở lại mạch màu, một sản phẩm chính hãng. Và đặc biệt dòng này thì nó thiết kế là khi mà xuất xưởng ấy đều được phòng kiểm tra kỹ thuật đóng dấu QC để xuất xưởng khi mà cái cục đẩy đã xong. Và sử dụng 4 quạt gió, 2 quạt gió phía trước và 2 quạt gió phía sau, 1 quạt gió đẩy và 1 quạt gió hút. Do vậy luôn luôn làm cho cái bộ công suất này làm việc ở mức độ là mát nhất. Vậy tiếng ra trong nhất, nó không bị méo. Với cục đẩy này thì đánh dài nó không méo, đánh to nó không bị vỡ âm. Đấy, thì công suất của nó bác nhá, công suất được đạt được ấy thì mỗi cây này là 1.000W, tức là mỗi cây này các bác phải chơi được một quả array như này, bao gồm có 2 bát 30, một tép kèn lớn, hoặc là mỗi một kênh đẩy này các bác phải chơi được một quả 40 từ 220-100, hoặc là các bác phải chơi như em này, một cục đẩy này ghép một đôi array và đôi súp đánh vô tư luôn, hoặc là một cục đẩy này bác chơi liền lúc nào 4 quả array này. Phải nói là một cục đẩy nó rất hợp lý, lý tưởng cho anh em ghép, nó rất là nhẹ này, thứ hai là đủ lực hiệu suất ra khi anh em mà phối kết hợp. Bây giờ tiếp đó là phần tiết âm, em mời các bác cùng nghe là một cục đẩy sâu tốp có tên là BA1204, hàng do Mỹ xuất, nhập khẩu chính hãng, chơi với một đôi array và đôi súp hơi 50, tính về bát là 1 bát, 2, 3, 6 bát và 2 tép nhá. Em mời bác cùng thưởng thức một đoạn của cái cục đẩy này, nó khỏe và nó hay, nó bay như nào. Nghe này. Đàn chúng ta đi một
với công nghệ cao này các bác an tâm, chất lượng âm rất là hay và công suất lớn, khỏe và độ bền cao. Thế bây giờ em xin được nhắc lại về cái thông số. Đây cũng đẩy được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Mỹ, do Mỹ sản xuất. Đẩy 4 kênh. Công suất nó là mỗi kênh là 1000W và sử dụng là 84 sò, tổng số cả bộ áp, cả đầu sò thúc, và dùng một cái nguồn là size của nó 3U và 16 tốc độ nguồn cỡ lớn, chạy sò LGB kép. Giá cho cái này là 10.500 bao ship. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 110. Những bác mà có nhu cầu thực sự về cái này là những ngày đầu tiên khi mua nhà em, thì các bác vui lòng ủng hộ em bằng cách cọc trước cho em 500.000. Sau khi em gửi hàng, các bác có quyền kiểm tra và test âm, sau đó chuẩn chỉ các bác sẽ thanh toán lốt số tiền còn lại cho em. Xin chào bác nhé.